Liên quan vụ cháy khiến 14 người tử vong tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Bộ Công an đã có báo cáo ban đầu về nơi xảy ra hỏa hoạn. Theo Bộ Công an, ngôi nhà xảy ra cháy nằm tại một con hẻm ở phố Trung Kính, là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tu bố trí sân phơi thoáng, một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2, trên tổng diện tích khu đất là 205m2. Phần diện tích còn lại được bố trí để xe máy, xe đạp điện. Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Báo cáo của Bộ Công an cho biết, gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người khác đăng ký thuê ở, tổng số có 13 phòng cho thuê. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức. Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà trọ cao 3 tầng ở số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện 14 người tử vong,